Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cùng với Tô Chủ tịch, nhà nước cảnh sát của Việt Nam sẽ lên tầm cao mới. Hiện nay dù báo chí lề đảng vẫn cầm như thóc, nhưng mạng xã hội và truyền thông quốc tế đang rộ lên tin đồn Tô Đại tướng của Việt Nam sẽ trở thành chủ tịch nước. Mà ở Việt Nam, cho dù đôi khi khá hỗn loạn, nhưng tin đồn vẫn luôn có độ khả tín nhất định. Một số nhà quan sát chính trị quốc tế cho rằng nếu ông Tô Lâm lên vị trí chủ tịch nước, vị trí nguyên thủ đại diện cho hình ảnh quốc gia trước cộng đồng quốc tế thì ấn tượng về nhà nước cảnh sát hay nhà nước công an trị của Việt Nam sẽ đậm hơn trong mắt quốc tế. Trong mắt quốc tế, Tô Lâm với cái miệng há to, đớp miếng thịt bò giác vàng, với đôi tay vung vẩy chỉ đạo những cuộc bắt cóc xuyên quốc gia, với nụ cười dối trá lừa cả lãnh đạo của Slovakia để mượn máy bay, có thể để lại ấn tượng gì tốt đẹp? Tô Chủ tịch có đủ tầm để sánh vai với đại tá Gaddafi. Trên thế giới, chỉ có các quốc gia độc tài thì tướng tá quân đội mới trở thành nguyên thủ như đại tá Gaddafi của Libya hay thủ tướng đương nhiệm của Myanmar, thủ tướng quân đội Min Aung Hlaing. Việt Nam, dưới sự lãnh đạo độc tài của Đảng Cộng sản thì sự xuất hiện của các nguyên thủ quốc gia xuất thân từ các lực lượng vũ trang là điều dễ hiểu. Từ ngày Đảng Cộng sản cầm quyền đến nay, cách quản trị nhà nước của Đảng vẫn luôn theo mô hình nhà nước cảnh sát, ngay cả trong giai đoạn mở cửa, giai đoạn được cho là cởi mở nhất của chính quyền. Thuật ngữ nhà nước cảnh sát dùng để chỉ một nhà nước sử dụng lực lượng cảnh sát để kiểm soát và có tính áp bức đối với đời sống chính trị, kinh tế, xã hội. Người dân sống trong một nhà nước cảnh sát phải chịu sự hạn chế về việc di chuyển, hạn chế quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt, thường bị theo dõi, bị sách nhiễu, ngăn chặn. Những việc này thường được thực hiện bởi một lực lượng cảnh sát mật vụ với những hành vi vượt quá mức độ cho phép của pháp luật. Đối chiếu với khái niệm trên, dễ dàng chứng minh nhà nước Việt Nam là một nhà nước cảnh sát. Hình ảnh biếm họa Tô Lâm ăn bò giác vàng. Mọi quyền về dân sự và chính trị của người dân Việt Nam đều bị chính quyền ngăn cấm, ví dụ như quyền tự do lập hội, quyền thành lập công đoàn độc lập. Cho dù nhà cầm quyền đã nhiều lần cam kết với quốc tế thông qua các hiệp định thương mại như Hiệp định Thương mại Tự do EU Việt Nam EVFTA hay Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP, nhưng họ vẫn tìm cách dây dưa kéo dài thời gian thực hiện. Thậm chí mới đây, nhà cầm quyền còn túm cổ ông Nguyễn Văn Bình, vụ trưởng vụ pháp chế thuộc Bộ Lao động, vì tội dám thúc đẩy quyền được thành lập công đoàn độc lập của người lao động. Ngoài ra, việc Việt Nam đang giam giữ hàng loạt nhà báo khiến Tổ chức Phóng viên Không Biên giới AFS liên tục xếp Việt Nam đội sổ trong bảng xếp hạng của các quốc gia về tự do báo chí. Tất cả những điều này đều là chỉ dấu của một nhà nước cảnh sát. Tuy nhiên, nhà nước cảnh sát cũng có nhiều cấp độ khác nhau. Nếu trong nhà nước cảnh sát, chính phủ do những lãnh đạo dân sự điều hành, thì mức độ tôn trọng luật pháp sẽ cao hơn. Còn do một tướng lĩnh cầm quyền, thì mức độ độc đoán, chuyên quyền sẽ cao hơn. Hình ảnh nụ cười hả hê sau các chiến công sắc máu của Tô Lâm. Dù ở Việt Nam, chức chủ tịch nước chỉ thiên về tính nghi lễ hơn là thực quyền, nhưng nếu chức vụ này rơi vào tay Tô Lâm, thì có thể câu chuyện sẽ khác. Ở vị trí Bộ trưởng Bộ Công an, Tô Lâm đã làm ra những chuyện kinh thiên động địa như việc sang tận Berlin để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh như chốn không người, sang Thái Lan bắt cóc Trương Duy Nhất, rồi Đường Văn Thái đem về nước, coi khinh cả cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Rồi vụ tấn công theo kiểu đột kích vào thôn Hoành lúc rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, bắn chết cụ già 84 tuổi đang trong phòng ngủ nhà riêng của cụ, khiến cả người Việt và quốc tế đều bàng hoàng. Món nợ máu này phải tính lên Tô Lâm. Phải thừa nhận về mức độ sắc máu, mặt dày và gian manh, Tô Đại tướng trong tương lai gần sẽ là Tô Chủ tịch, ăn đứt các bậc đàn anh, các vị tiền bối của ông. Với một nguyên thủ quốc gia có bề dày thành tích như vậy, làm sao Việt Nam có thể đem lại ấn tượng tốt đẹp cho cộng đồng quốc tế? Làm sao các nhà đầu tư có thể yên tâm rót vốn đầu tư vào Việt Nam? Hơn nữa, khi quyền lực quốc gia rơi vào tay một kẻ chuyên quyền, thì việc thâu tóm kiểm soát nền kinh tế chắc chắn cũng sẽ lên tầm cao mới, mà câu chuyện Xuân Cầu Holdings chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi. Như vậy, làm sao Mỹ và các nước phương Tây dám công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Cùng với Tô Chủ tịch, nhà nước cảnh sát của Việt Nam sẽ lên tầm cao mới.
Việt Nam sẽ ra sao nếu Tô Lâm trở thành Tổng Bí Thư? Ngày 15 tháng 5, báo Tiếng Dân có bài bình luận Việt Nam sắp có Bù Tô của tác giả Lý Trần. Tác giả giải thích Bù Tô là viết theo lối ghép chữ, ghép tên của Putin của Nga với Tô Lâm của Việt Nam. Quan sát sự kiện Tô Lâm sang Nga qua cách ông ta phát biểu như thể ông ta là nguyên thủ quốc gia khi tiếp khách nước ngoài, cùng với sự lộng hành của công an từ cấp thấp nhất, cấp xã, đến cấp cao nhất, cấp trung ương. Nhiều người Việt Nam lo lắng liệu Việt Nam có trở thành bản sao của nước Nga do tay KGB cai trị hay không. Hình ảnh bài bình luận trên báo Tiếng Dân. Theo tác giả, nhìn vào nước Nga ngày nay, tất cả những ai có hiểu biết, bình thường và có tư duy đúng đắn đều nhận thấy từ khi Putin độc quyền cai trị theo lối của KGB, nước này đang dần trở thành một bản sao của Hitler và xã hội Nga đang dần phát xít hóa, tương tự như xã hội Đức trong những năm đầu với chế độ phát xít. Tác giả nhận xét, bản thân Putin là tay võ biện với đủ thủ đoạn của một tay công an mật vụ, chứ không phải là một nhà chính trị hay chính khách. Riêng về mặt này, Putin chỉ đáng xách dép cho Tập Cận Bình của Trung Quốc. Tô Lâm muốn học theo Putin vì ông ta cũng cùng một ruột với bản chất tàn ác của công an, nhưng không có tư chất làm chính trị và càng không thể làm chính khách. Tác giả bình luận, sự mê muội ăn sâu vào tiềm thức của không ít người Việt được củng cố và làm sâu thêm bằng sự ngu dân của tuyên giáo cộng sản, không ít người Việt cùng Nga, cùng Putin. Cái quy luật mã tầm mã, ngu tầm ngu vẫn luôn đúng. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa dựng lên đống rác của nhân loại, tượng Lenin ở Nghệ An và chuẩn bị đón Putin, tên tội phạm bị Tòa án Hình sự Quốc tế ICC ra lệnh bắt. Quả là hành động ngu xuẩn, như muốn trêu ngươi cộng đồng nhân loại văn minh. Nhiều người cho rằng phe Nghệ An trong đảng, phe công an và phe tuyên giáo đều tâm đầu ý hợp với nhau ở điểm này. Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị quốc tế lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh tại Nga ngày 24 tháng 4. Tác giả đánh giá hãy nhìn vào nước Nga thời Putin để hình dung ra Việt Nam khi Tô Lâm nắm quyền và độc tài như Putin ở Nga hiện nay. Bộ máy nhà nước từ cao xuống thấp đều do kẻ thân tín của Tô Lâm nắm giữ. Người dân hoàn toàn bị bịt miệng trước những bất công xã hội. Các lĩnh vực kinh tế béo bở sẽ vào tay các phe cánh thân hữu của Tô Lâm. Những người trẻ có học thức và có năng lực sẽ dần bỏ đất nước ra đi khi có thể. Nước Nga còn có dầu để bán, Việt Nam có gì để bán, có lẽ chỉ còn có đất nước. Tác giả cay đắng nhìn nhận, một đất nước như thế làm gì có tương lai cho con cháu nhân dân. Từ khi ông Nguyễn Phú Trọng theo gương Tập Cận Bình, quyết thâu tóm gần như toàn bộ quyền lực về phe đảng, mọi con mắt đều hướng đến ghế Tổng Bí Thư. Cuộc chiến vì chiếc ghế này càng trở nên khốc liệt trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Vai trò nhà nước của chính phủ trở nên mờ nhạt. Các hoạt động kinh tế, xã hội, giao thương, khoa học đều trở nên thứ yếu. Chính ông Trọng đã từng khẳng định sự phát triển kinh tế không quan trọng bằng sự tồn vong của chế độ Cộng sản. Tác giả cho rằng phe tuyên giáo và công an ngày càng có nhiều quyền nên càng lộng hành. Chúng hiện nguyên hình là bọn chuyên ngu dân và chỉ chuyên đàn áp dân. Nếu sự mất cân bằng quyền lực này giữa nhóm độc tài cai trị và nhà nước tiếp tục trầm trọng thêm, đất nước không mấy chốc sẽ biến thành Nga, rồi thành Bắc Triều Tiên sau đó. Trên đây là vài suy nghĩ tản mạn của tác giả về cung đình Cộng sản Việt Nam, nơi đang xảy ra cảnh cắn xé nhau dữ dội, cũng như suy nghĩ về tương lai bất định của đất nước và dân tộc này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Việt Nam sẽ ra sao nếu Tô Lâm trở thành Tổng Bí Thư. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d